Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em cho đâu trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 15 tháng 12. Em xin lại giới thiệu đến các bác một chiếc âm ly của hãng LOD. Với model của nó là HA510. Model này thì cũng bán rồi. Và đây là dòng model cũng không có nhiều ở trên thị trường. Và nó chơi được rất nhiều đồng loa. Dòng loa châu Âu, dòng loa Nhật, đặc biệt những dòng loa khó tính chẳng hạn như AZ, KLH. Thì em này tuy làm trong phân khúc bình dân, thế nhưng mà đổi lại cái chất âm và cái lực của nó đánh rất là tốt cũng nhé. Đấy. Thì âm như này được sản xuất năm 1975 với giá xưởng của nó là 19.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Âm ly này thì sở hữu cái sai ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 14,4 cm và chiều sâu của nó là 39 cm. Nó nặng 11 kg. Mặt phay nhôm xước màu trắng rất là đẹp và sang trọng. Thêm vào đó là hai cái viền nhôm đây, rất là đẹp nhé, đẹp nhìn rất khỏe khoắn, đơn giản và lại bắt mắt. Đây là hàng tuyển chọn cho nên là rất là đẹp đúng không ạ? Bác nào theo dõi kênh của em thì khi hàng về em cũng quay nội thất cũng như là ngoại thất các bác xem qua rồi, thì hôm nay em vệ sinh sạch sẽ rồi, em làm video test để cho bác được cái chức năng hoạt động của chiếc âm ly này. Âm ly thì có trở kháng của nó là 4 đến 16 ohm, công suất của nó là 105W. Đấy. Và đối với loa 4 ohm thì nó là 80W một cây. Đấy. Dư sức đánh những dòng loa bass 30, thậm chí bass 40 trở lại các bạn. Nó sử dụng 4 con sò sắt của Hitachi. Đấy. Sò sắt của Hitachi thì chất âm của nó rất tuyệt vời rồi. Và nó được trang bị rất nhiều ở những chiếc âm ly cao cấp đấy ạ. Chiếc âm ly này thì nó cho cái tiếng bass rất là sâu và mềm. Đấy, bác nào có những cặp loa khó chơi trong dòng loa cổ đấy, khó chơi không ra được tiếng bass thì chiếc âm ly này nó sẽ bù cho các bác. Đấy. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Hình của nó thì rất là đẹp rồi, các bạn nhìn cái lúm sáng bóng luôn này. Đấy, mặt phay nhôm xước này. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Đẹp không tì vết các bác nhé. Không tì vết luôn. Đấy. Rất là đẹp. Cái trên của nó rất là đẹp. Phần đắp lưng của nó khá đẹp cũng nhé, nó đẹp, đẹp luôn. Đây là cái vết bám bên tay thôi, rất là đẹp. Đây là cái vết sức nhẹ. Đây, model của nó là HA510, điện 100V, công suất 105W, được sản xuất tại Nhật Bản. Sơ đi máy của nó là 12009380, được sản xuất Nhật Bản đây. Nó đánh lúc hai cặp loa A và B, cặp B trở kháng của nó 4 đến 16 ohm. Đây là nguồn cấp ra. Chiếc mi này làm được cả rè và main luôn cũng nhé. Đấy, rất là tiện lợi để bác chơi. Đấy. Đầy đủ các đường vào như là đường phô lột, phô 2, tuner AUX nhé, rồi là tech. Đấy. Bây giờ rất là đẹp. Và đây là phần nội thất bên trong. Đây ạ. Nội thất bên trong của nó thì rất là mới rồi. Các bạn nhìn thấy nguồn vẫn còn 7 màu luôn. Sắt xi bên dưới còn 7 màu luôn. Đấy, tất cả mạch miết vẫn rất là đẹp. Đấy. Đây, 4 con sò Hitachi duy nguyên bản luôn. Đi nguyên bản luôn.
Có nhiệt sắt xi này, bảy màu. À, tụ đồng nguồn của nó là hai tụ lên đến 12.000 mi, và của nó là 50V một tụ. Đấy, 50V một tụ. Đấy, cỏ Nippon, rồi cái tụ là tụ cỏ Nichicom. Đấy. Đây, khi nhìn thấy phần đáy sắt xì đáy chưa? Bảy màu luôn. Đấy. Bảy màu luôn, rất đẹp. Đây em sẽ nghiêng lên để các bác nhìn phần đáy của nó. Đây, các thấy ạ. Rất là mới luôn. Ốc, các bác nhìn con ốc đẹp sáng choang luôn. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test chức năng hoạt động của chiếc Omni này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc Omni này em bán với giá là 4,5 triệu đồng. Một mức giá quá rẻ cho một cái chất âm tuyệt vời. Đấy. Bác nào chuyển được tiền thì em bao ship, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy. Và trong quá trình nhận hàng các bác test kiểm tra, nếu như sản phẩm lỗi các bác đóng gói cẩn thận, giữ nguyên tên niêm phong gửi em, em sẽ hoàn tiền là 100% cho bác. Đấy. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành. Nếu như sản phẩm xảy ra sự cố bị lỗi mà các bác không có thợ sửa chữa, các bác gửi em sẽ cho thợ sửa chữa cho các bác. Bởi vì đồ điện tử các bác ạ, không thể nó mạnh được, lúc nào nó hư. Đấy, nếu mà xảy ra sự cố thì mong các bác thông cảm nhé. Em chỉ biết bán sản phẩm hoạt động tốt đến tay các bác thôi. Rồi em đấu cầu B nhé. Tôi trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đã rồi. À này, đấy. Tăng 8 đêm nữa rồi. Đấy, cầu B nó có cái nút level này, nó rất tiện lợi. Tuy vết thương chưa lành lặn hẳn, tôi lại đi giữa lại nơi xa. Bắt chết này, không chỉ được. Gắn đây. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng vòng tình mèo. Mà đánh rất lực. Kiếp chúng tôi như kiếp sóng dài, chơi miệt mài nào ai. Xì đi các nhá. Quên trên đường chiều lá rơi, ôi ngọc ngà giây phút chung đôi. Lá ơi sao trôi trên dòng suối trời, cho tình thơ anh linh làm thơ. Lời thơ êm như hơi thơ.
nào nghe thấy lạnh trong ruột tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu người thương. Em ơi em chi chiến chi dài xa nhau. Rồi em xin phép được dừng video tại đây. Thì chiếc âm ly này các chức năng hoạt động nào, chiếc đâm rất hay, bát rất đánh xuống rất là mềm và uy lực. Đấy. Và nào có những dòng loa mà kín mà khó chơi đấy thì em này em đánh rất là hợp. Giá chỉ có 4,5 triệu đồng thôi, em bao ship toàn quốc cho là chuyển đổi tiền. Đó là đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại còn là 0907 23 269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp các bạn video sau ạ.